Trong phiên thảo luận về luật đất đai sửa đổi, đại biểu Trần Văn Tuấn đến từ Bắc Giang đã nêu lên những bất cập trong quy định thu hồi đất. Ông Tuấn chỉ ra rằng, mặc dù Điều 79 của dự thảo luật đã nêu rõ 31 trường hợp thu hồi đất, nhưng những quy định này chưa thực sự phản ánh được toàn bộ thực tế và cũng không giải quyết được sự chênh lệch giữa giá đất do nhà nước bồi thường và giá thị trường mà người dân có thể nhận được khi bán đất cho doanh nghiệp. Điều này gây ra cảm giác thiệt thòi cho người dân và làm phức tạp thêm quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa doanh nghiệp và người dân, đôi khi khiến doanh nghiệp phải đi đêm để đạt được thỏa thuận với giá cao hơn. Mặt khác, khi doanh nghiệp đã chuyển nhượng được hơn 90% diện tích đất nhưng vẫn không thể tiến hành dự án do sự không đồng thuận của một số ít, họ phải đối mặt với tình trạng tăng chi phí, lãng phí nguồn lực và mất cơ hội đầu tư. Điều này cũng góp phần làm tăng số lượng khiếu nại và đơn thư phức tạp liên quan đến đất đai. Trước những vấn đề này, đại biểu Trần Văn Tuấn đề xuất Quốc hội cần xem xét, chỉnh sửa luật đất đai để giải quyết những bất cập hiện hữu, đặc biệt là quy định về bồi thường và thu hồi đất. Đại biểu Lê Thanh Vân đến từ đoàn Cà Mau cùng với quan điểm về sự cần thiết của sự công bằng trong việc thu hồi đất đã chỉ ra rằng hiện trạng phân biệt giữa các dự án công và tư tạo ra sự chênh lệch về giá đền bù, gây ra tình trạng bất bình đẳng và mâu thuẫn không chỉ giữa nhà đầu tư và người dân bị thu hồi đất mà còn giữa chính những người dân này. Ông Vân nhấn mạnh rằng việc bãi bỏ chế độ phân biệt này là cần thiết và nhà nước nên thực hiện thu hồi đất thông qua quy hoạch hướng tới lợi ích phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu đề xuất rằng trong các dự án đô thị, nhà nước nên giải phóng mặt bằng và cung cấp đất sạch cho doanh nghiệp thông qua quá trình đấu giá, đấu thầu. Ông Vân đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc này vào việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và đầu tư vào hạ tầng phục vụ cộng đồng. Các đề xuất này đều nhằm mục tiêu giải quyết những bất cập trong vấn đề thu hồi đất, đồng thời đảm bảo các dự án thực hiện phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, không chỉ là lợi nhuận cho nhà đầu tư.